Lý hạnh chân chánh hạnh gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghiệp duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chữ thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tẩm trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Sa thú đành thai, chúng con kính lãnh lễ tri ân thượng tọa Minh Hạnh, đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Hà giá, Mô Tư Ngân Bộ Sâm Duyết Ni Ca giá, đọc nam kinh nữ là cái nhìn cực đoan. Bài 6 kinh Mallika, Mallika Sutang, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tề Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Hà giá, dạ con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Thầy nha. Kính đại lễ Đức Phật, kính đại lễ giáo pháp, kính lễ tăng chúng. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị. Quan niệm trọng nam khinh nữ là cái nhìn cực đoan mà từ thời xa xưa, nhất là thời phong kiến, người ta đã thể hiện một cách rất là rõ nét, dù cho ở quốc độ nào đi nữa, Trung Quốc cũng vậy, mà ngay cả bên Ấn cũng vậy. Đó là cái nhìn rất cực đoan. Và một khía cạnh khác, chúng ta sẽ thấy ở đây cái nhìn của Đạo Phật đi ngược lại với thế gian. Khi Đức Phật xuất hiện ở đời thì cái vấn đề phân biệt giai cấp, sang hèn đã được ngài thuyết pháp giải tỏa đi. Cái vấn đề mà trọng nam khinh nữ cũng đã được Đức Phật ngài giải tỏa xuyên qua cái bài học ngày hôm nay. Thì hôm nay chúng ta sẽ học cái bài kinh Mallika. Là hoàng hậu của vua Vasenadi. Hạ sinh một công chúa. Và đức vua không có hài lòng. Đức Phật mới thuyết lên bài kệ. Ở đây trước khi chúng ta đọc bài đó, thì chúng tôi cũng xin mạo muội gợi ý từ tòa gia đẳng hay cho phép chỉnh sửa trước khi đọc trong cái lời dẫn nhập. Cái lời của thượng tọa
Chủ nhật thì ở đây, ở trong cái nghề biên soạn thì chúng tôi biết rất rõ, nhiều lúc cái tư tưởng mình nó đúng đó, là như vậy. Nhưng khi mình viết ra rồi, nếu mà chưa kịp đọc lại đó, thì chúng ta để cho người khác đọc, người khác sẽ thấy có cái chỗ sơ hở. Cho nên sách, quyển sách nào mà chúng tôi soạn đó, chúng tôi phải đọc đi đọc lại, nhiều khi chúng tôi phải xé bỏ 4-5 lần, nhiều khi xé bỏ cả 20 trang để chúng ta viết lại. Thì ở đây câu chót chúng ta có cái câu: các bậc mẫu từ sinh ra Đức Bồ Tát phải. Cái câu sau này là cái câu mà dễ làm cho người ta hiểu lầm. Vua chuyển luân là người nữ, vậy tại sao luôn nghĩ rằng người nữ là thấp kém? Chúng tôi rất hiểu ý nghĩa của từ tơ nhất lắm. Nếu như mà chúng ta, cái chỗ này chúng ta thêm ba dấu chấm thì hay quá. Các bậc mẫu từ sanh ra Đức Bồ Tát, vua chuyển luân, vân vân, là người nữ, phải. Vậy tại sao luôn nghĩ rằng người nữ là thấp kém? Có thể là chúng ta thêm cái ba chấm ở chỗ đó. Chứ còn nếu mà chúng ta nói vua chuyển luân là người nữ, vậy tại sao luôn nghĩ rằng người nữ là thấp kém, thì cái này người ta nghĩ rằng từ trước giờ nghe nói chưa, chuyển luân không bao giờ là nữ nhân, mà tại sao ở đây lại nói vua chuyển luân là người nữ? Cho nên cái chỗ này một, hoặc là chúng ta chỉnh sửa theo cái cách này: các mục mẫu từ là người nữ, có thể sanh đứa con, sanh ra đứa con là Đức Bồ Tát, hay đứa con là bị chuyển luân, phải. Vậy tại sao lại luôn nghĩ rằng người nữ là thấp kém? Chúng ta có hai cách để chúng ta sửa. Nhưng mà cách đầu thì chúng ta xen vào cái chữ vân 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 đó, ở phía sau chữ chuyển luân đó, thì nó sửa nhanh hơn. Còn cái kia mình phải thêm, mình phải lấy chữ là người nữ đưa lên chữ sau mẫu từ. Các bậc mẫu từ là người nữ, có thể sanh ra đứa con là Đức Bồ Tát, hay là chuyển luân là vua chuyển luân, phải. Vậy tại sao luôn nghĩ rằng người nữ là thấp kém? Nhưng mà ở giữa cách thứ nhất á, thì nó cũng còn hơi lượm thượm ở chỗ là các bậc mẫu từ sanh ra Đức Bồ Tát hay vua chuyển luân vân vân là người nữ, thì người ta nghĩ rằng là Đức Bồ Tát hay vua chuyển luân vân vân là người nữ. Nó cũng hơi lấn cấn. Còn bây giờ chúng ta chắc có lẽ là chúng ta phải theo cách thứ hai thôi. Câu thứ hai: các bậc mẫu từ là người nữ, có thể sanh ra đứa con Đức Bồ Tát, đứa con là Đức Bồ Tát, hay là vua chuyển luân, phải. Vậy tại sao luôn nghĩ rằng người nữ là thấp kém? Có thể là chúng ta sửa cái cách thứ hai nữa, nó sẽ chặt chẽ hơn, sẽ chặt chẽ cái mạch phân hơn. Mẫu từ là người nữ, có thể sanh ra đứa con là Đức Bồ Tát, hay là vua chuyển luân, vậy tại sao luôn nghĩ rằng người nữ là thấp kém? Không biết là Thượng Tọa Giác Đẳng có đồng ý cái câu sửa này hay không à? Ồ, dạ,
vậy tốt quá. Vậy bây giờ xin mời cô Nhật Quỳnh đọc cho chánh kinh, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng thỉnh thượng tọa Pháp Đăng vị giảng sư hôm nay bắt đầu thuyết giảng Nam Mô Bổn Sư. Dạ, sa thủ thành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài Tỷ Siêu đã dẫn nhập bài học ngày hôm nay và sửa câu kinh. Dạ, lúc nãy con đọc con cũng thấy hơi là lạ. Con định sau đó con sẽ hỏi, mà bây giờ thì Ngài đã chỉnh sửa rồi. Dạ, con thành kính đảnh lễ tri ân Ngài. Dạ, cảm ơn Hoa Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Dạ, con xin phép được đọc phần chánh văn ạ. Trọng nam khinh nữ là cái nhìn cực đoan. Bài 6 kinh Mallika, Mallika Suttang. Từ cổ chí kim, từ đông sang tây, đa số các xã hội nhân loại nặng thành kiến trọng nam khinh nữ. Người ta thường vui mừng khi sanh con trai hơn là con gái. Đức Phật khuyên nên nhìn một cách thực tiễn. Người con có tài, trí, đức hạnh, hiếu thảo thì dù nữ hay nam đều quý như nhau. Các bậc mẫu từ là người nữ sanh ra đứa con là Đức Bồ Tát, hay sanh ra đứa con chuyển luân Thánh Vương, vậy vân vân. Vậy tại sao lại luôn nghĩ rằng người nữ thấp kém? Kinh văn tại Sa Vất Thi. Bây giờ vua Bá Xê đã đi, Sư Cô Sa Lá đi đến Thế Tôn đảnh lễ và ngồi xuống một bên. Rồi một người đi đến vua Bá Xê đã đi, Sư Cô Sa Lá và nói nhỏ: Tâu Hoàng thượng, Hoàng hậu, Mallika vừa hạ sanh một công chúa. Nghe vậy, vua Bá Xê đã đi, nước Cô Sa Lá không vui. Biết vua Bá Xê đã đi không được hoan hỷ, Đức Thế Tôn ngay lúc ấy nói lên kệ ngôn: Hỡi nhân chủ, có thể con gái hơn con trai do khôn ngoan đức hạnh thành mẹ hiền dâu thảo, rồi sinh ra con trai là anh hùng trị quốc, con trai nữ lưu ấy thống trị cả thiên hạ. Thích Văn. Ít thì bí hí ê cát chi già xây già bồ sát chanh nà thi bác. Hỡi nhân chủ, có một số nữ nhân tốt hơn nam nhân. Mê tha quý ni si la quát ti, mê tha quý ni si la quát ti, không khéo và đức hạnh. Sát sước đề qua bát tít bát tà là vợ hiền dâu thảo. Ta sa yo cha yat tít hồ sơ, người ấy sanh con trai. Rô rô hồ tít đi sam bát tít là anh hùng trị quốc. Ta đi sa sư phát tít ya bút tô, con trai của nữ nhân diễm phúc ấy. Rát chăm bí anu sa sát tít tì, có thể thống lãnh thiên hạ. Thích Nghĩa. Theo sứ giải, vua Bá Xê Na Đi bùi tình yêu đối với hoàng hậu Mallika. Nhà vua vốn hy vọng sự chào đời của một hoàng tử sẽ khiến hoàng hậu được vinh dự hơn, vì bản thân trước khi tiến cung là một thường dân. Công chúa Vachiri, con của hoàng hậu Mallika, sau này lớn lên thành hoàng huy của vua Asasattu. Lúc ấy hai vương quốc đã có quan hệ hữu hảo. Chữ sách xuất đề quá có nghĩa đen là tôn kính mẹ chồng như chư thiên, một thành ngữ chỉ cho dâu thảo. Chuyển dịch và biên soạn giáo trình. Thượng tọa giác đẳng, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh thượng tọa Pháp Đăng từ bi giảng dạy bài học ngày hôm nay. Nam mô Bích Tha Giá, con kính dâng mít đến sư. Alo. Dạ, con Pháp Đăng kính đảnh lễ Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, kính đảnh lễ thượng tọa Tề Siêu, thượng tọa Giác Đẳng, thượng tọa Tề Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Tề Tri, Đức Tề Đức, sự viên thông cùng với chư tôn Đức Tăng.
Xin chào quý bạn, cô tu nữ thần giới Phật tử. Bữa hôm nay thì mình đọc cái bài kinh Malika, nói về hoàng hậu Malika sanh ra một người công chúa, cô công chúa. Và Yubasadi thì nghe được cái tin đó thì không vui. Và Đức Phật thì ngài biết được cái tâm của Đức Vua Basenadi. Tuy rằng Đức Vua không nói, nhưng với tâm của Đức Phật biết được tâm của Basenadi. Và đã nói cho Vua Basenadi với cái chân pháp, với cái sự thật. Thì thường thường đấy, thì nếu mà Phật tử chúng ta đấy, nhìn vào lời dạy của Đức Phật xuyên qua cái vi diệu pháp, hay là xuyên qua cái thiện hạnh, xuyên qua cái đức tu, xuyên qua cái hạnh lành, thì chúng ta sẽ thấy rằng dù nam hay nữ đó, thì cái thiện nghiệp đạo đức đó nó vẫn là trội hơn. Ở chỗ này thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật vị Thiên Nhân Chi Đạo Sư đó, thì ngài biết rằng tất cả người mà có phước đức đó, thì họ luôn luôn là sanh ra con, là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà. Những người phụ nữ đó. Rồi trong những người nam đó, thì chúng ta cũng thấy những người nam đó, đó có thể thành vị chuyển luân thánh vương, thành Phật độc giác, toàn giác, hay là thượng thủ tinh văn như Ngài Xá Lợi Phất hay Mục Liên. Thì như vậy thì chúng ta biết rằng đối với Đức Phật, cái sự ra đời của một người ở một cái học đường thế gian này và tích lũy được những cái đạo hạnh, tích lũy được những cái đức tu, tích lũy được những cái thiện nghiệp. Chúng ta thấy rằng nếu chúng ta coi nhiều cái mẫu điện mẹ của Đức Bồ Tát đó, là Hoàng hậu Maya đó, nếu mà coi trong bổn sanh thì rất là nhiều kiếp, vì bà là người phụ nữ có đức hạnh lắm, rất là đức hạnh. Nên bà thường muốn có những đứa con thông minh, trí tuệ, thống trị thiên hạ. Thì luôn luôn đó, lúc mà bà ước ao có được như vậy đó, thì Thiên Chủ Đế Thích hay là các vị chư thiên đã thỉnh Đức Bồ Tát Lâm Phàm làm con của tiền thân Hoàng hậu Maya cũng rất là nhiều kiếp quý vị. Nếu mình đọc trong bổn sanh đó, thì mình thấy như vậy. Như vậy thì ở chỗ này Đức Phật ngài muốn nói đến một cái người sanh ra đó, thì chúng ta biết cõi dục đó, chỉ có hai giới tính thôi, nam tính và nữ tính. Còn cái tính mà gọi là mình tính BD hay là tính lưỡng tính thì mình không có tính phần thành phần đó thì rất là ít. Nên nói về cõi dục đó, thì chúng ta biết rằng có nam tính, nữ tính. Hay chúng ta học trong sắc pháp đó, thì chúng ta thấy sắc giới tính đó, thì có sắc nam tính, sắc nữ tính thôi. Như vậy thì sanh ra một người khi mà tục sinh đó, do cái nghiệp đó, do thức, do nõn bào, do tinh trùng và do cái thời kỳ người phụ nữ thụ thai, thì ở đó thì con trai hay là con gái giống nam tính hay nữ tính. Thì chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, với cái tuệ giác của Bậc Đạo Sư đó, thì ngài thấy rằng có những người phụ nữ có đức hạnh. Cái đức hạnh ở đây á, là họ có cái tâm từ bi hỷ xả, hay là họ có bố thí, họ có trì giới, rồi họ thích tu thiền. Ví dụ chúng ta thấy như mẹ của Nakula đó, là một cái người phụ nữ, nhưng mà được Đức Phật ngài dạy, ngài tuyên bố là một cái người phụ nữ đạt được thiền, rất là thích tu thiền. Như vậy thì chúng ta thấy rằng dù nam hay nữ đó, thì chúng ta thấy bên nam có để giúp mình trí tuệ đó, thì bên nữ cũng có Hoàng hậu Khê Ma để giúp mình trí tuệ. Bên nam thì có những vị thông, thì bên nữ cũng có những vị đa văn cái gì. Nói như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với một vị chánh đẳng giác đó, thì lượng phái tăng ni đó đều có những cái bậc nổi trội. Những bậc nổi trội. Và chúng ta cũng biết rằng những cái bậc nổi trội đó vì trong đời đó họ sanh ra đó, họ sánh duyên với những cái người nam nổi trội. Ví dụ chúng ta thấy rằng đối với Đức Bồ Tát á, ngày đi xuất gia thành Phật chánh đẳng giác á, thì Hoàng hậu Gia Du Đà La đó cũng sau này cũng xuất gia,
cũng trở thành vị thánh ni để nhất về hạnh ở rừng, thích ở yên tịnh và thích mặc y phấn tảo này kia nọ. Thì chúng ta thấy rằng những cái vị mà mình gọi là những cái đức hạnh chung với nhau ở trong cái sự luân hồi đó, ví dụ chúng ta thấy Đức Bồ Tát ngài muốn thành vị chánh đẳng giác thì ngài phải có vợ, phải có con để bố thí vợ bố thí con để trở thành một vị Phật tổ trong tương lai. Như vậy thì cái sự đồng hành ở trong cái sự đồng hành để làm thiện nghiệp đó, thì nàng Giải Vua Đà La đó đã đồng hành cùng với Đức Bồ Tát rất là nhiều kiếp. Trong kinh mô tả là lúc mà Vua Tịnh Vạn Vương nói về cái đức hạnh của nàng Giải Vua Đà La và thỉnh Đức Thế Tôn vào cái phòng loan điện của nơi bà Giải Vua Đà La lúc mà chưa có xuất gia đó, thì Đức Phật thì nhận lời và Đức Vua Ba Xê nó đi quên Đức Vua Tịnh Vạn Vương đó có nói về cái đức hạnh của bà Giải Vua Đà La, thì Đức Phật ngài nói rằng không phải chỉ kiếp này mà rất là nhiều kiếp khi mà Đức Bồ Tát á ngài muốn bố thí vợ con á, thì bà đó đồng ý là cái vật để cho Đức Bồ Tát thí luôn con trai con gái luôn cả những cái của cải tài sản. Như vậy thì chúng ta thấy rằng á, một cái người có cái tâm hy sinh như vậy á, thì nếu người đó tái sanh ở chỗ nào đó thì họ cũng chói sáng hết quý vị. Bởi vì thường thường mình nói là nghiệp là thiện nghiệp, nghiệp là nghiệp nghiệp thù thắng, nghiệp thù thắng của một cái người nữ đó đó, và thức là một cái loại tâm mà mình gọi là thức có trí tam nhân đó, để có thể chứng thiền chứng đắc đạo quả được. Như vậy nghiệp thức là những cái điều kiện để có một chúng sanh, nên ở trong cái giáo lý tập nhiễn duyên chúng ta học, chúng ta cũng biết vô minh và hành là nhân quá khứ, rồi thức là cái quả hiện tại, rồi thức đó đi tái sanh, nghiệp thức quả thức đi tái sanh, rồi có danh sắc lục nhập xúc thọ. Như vậy thì là những cái thiện nghiệp dục giới hợp trí đó cho ra cái tâm quả dục giới hợp trí để đi tái sanh trong cõi vui dục giới, bảy cõi vui dục giới. Như vậy thì khi mà những người đó tái sanh ở chỗ nào đó thì nó cũng vẫn chói sáng. Cái gì có nhiều khi đó ở trong một cái nghiệp lực á, thì chúng ta thấy nó cũng có nhiều cái điểm á. Ở đó thì một cái người mà họ tái sanh á, thì do cái nghiệp thức quả thức đó là muốn nói đến cái nghiệp thiện ba la mật trong cái vòng luân hồi của họ. Khi mà họ tái sanh đó, thì họ có ước ao đó để có con là vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, hoặc là có con là vị vua chuyển luân thánh vương. Cái chuyện đó đối với những cái người phụ nữ mà có đức hạnh đó, thì rất là dễ dàng, tại vì Đức Phật ngày đã nói rằng Đức Bồ Tát khi mà sanh ra ở cõi dục đó thì tất nhiên là phải có mẹ rồi, phải có mẹ, và có mẹ như vậy đó thì mẹ là đức hạnh đó, là sanh ra con là minh chủ, là thánh nhân, là Phật Đà. Minh chủ là muốn nói đến một vị vua hiền đức, thánh nhân là muốn nói đến Đức Phật độc giác, Đức Phật toàn giác, Đức Phật tinh văn giác, lúc mà kiếp cuối cùng của những vị Bồ Tát này. Tuy rằng vị chánh đẳng giác khi mà còn cái kiếp cuối cùng đó thì cái sanh cuối để chứng đắc được quả vị chánh đẳng chánh giác hay là độc giác hay là tinh văn giác đó, thì cũng phải là mang cái thân nhân loại để hành trì, để có thể chứng ngộ được, hoặc là để có thể nghe pháp được. Như vậy thì rõ ràng đó, trong giáo lý tập nhiễn duyên đó, thì chúng ta thấy nghiệp, Đức Phật thì nói nghiệp thức, rồi nõn bào tinh trùng và thời kỳ của người phụ nữ để có một chúng sanh. Như vậy đó, thì cái nghiệp được Đức Phật ngày đưa đầu lên đầu đó, vì chúng ta thấy là nghiệp thức quả thức đó. Nghiệp thức là muốn nói đến những cái thiện nghiệp, là những cái thiện nghiệp ba la mật người đã từng tu tập trong vô lượng kiếp, đã tích lũy những cái thiện nghiệp công đức đó, nên đó, mình gọi là cái nghiệp thiện. Rồi thức thì là một cái loại thức
hợp trí. Ví dụ chúng ta thấy hai tâm thiện dục giới, hợp trí, thọ hỷ, thọ xả, vô trợ, hữu trợ đó. Hai tâm thiện dục giới, thọ xả, hợp trí, vô trợ, hữu trợ là bốn cái tâm thiện dục giới này mình gọi là nghiệp thiện. Thì nó cho ra bốn cái tâm quả để đi tái sanh làm người tam nhân. Ở trong 13 tâm tục sinh làm người tam nhân đó, thì có 9 tâm quả đáo đại và 4 tâm quả hợp trí để sanh làm người tam nhân. Như vậy rõ ràng á, Đức Phật á, ngày nói như vậy, nếu chúng ta học mà chúng ta nắm bắt lý pháp đó, thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn khác với đời. Tầm nhìn khác với đời là mình nhìn á, cái hạnh tu và mình hành, nhìn cái đức hạnh, nhìn cái sự hành trì Bồ Tát hạnh, chứ không có nhìn với thế thường là trọng nam khinh nữ. Thì thường thường chúng ta thấy rằng ở đời đó thì như Trung Quốc hay là xưa và nay đó thì người ta cũng vẫn thích con trai. Nhưng mà thật sự ra đối với Đức đó, thì đối với cái tuệ giác của bậc đạo sư đó thì ngài nghĩ rằng đó, nếu mà có nhiều con trai mà nó bất hiếu đó, mà có một đứa con gái có hiếu đó, nó cũng vẫn có đứa con gái nó vẫn tốt hơn. Dù là 5 đứa con trai nó bất hiếu thì nó cũng đi địa ngục hết. Một đứa con gái mà nó có hiếu nó cũng sanh lên cõi trời. Như vậy á, thì chúng ta thấy rằng á, không có nghĩa là cái sở hành của con người là quan trọng. Cái sở hành thiện hay là bất thiện á, đối với đạo Phật á, là quan trọng. Còn con trai con gái á, đối với đạo Phật á, thì cái đó là cái sự luân hồi vì cái sự ước nguyện của một người thôi. Ví dụ chúng ta thấy rằng một cái người phụ nữ mà họ ước nguyện, họ làm những cái thiện nghiệp, họ ước nguyện sanh ra con là Bồ Tát Chánh Đẳng Giác hay là Bồ Tát Độc Giác hay là Bồ Tát Thanh Văn Giác, thì cái chuyện này cũng rất là đặc biệt quý vị. Có một lần chúng tôi nghe được đó là Hoàng hậu Maya đó sanh ra đức Bồ Tát, đức Bồ Tát Si Đạt Ta để thành Phật đó. Nhưng mà quả Tu Đà Hoàn thôi, và sanh lên sanh xuống 7 lần nữa đó, thì bà sẽ gặp thời kỳ của Đức Phật Mét Tỷ Giá. Sau này bà sẽ là người mẹ của Đức Bồ Tát Mét Tỷ Giá. Đó là trong Đại Phật Sử mà có lần chúng tôi nghe vị đấy mà chúng tôi nhớ. Nhưng mà cái điều đó cũng có thể có quý vị. Tại vì thường thường một cái người phụ nữ mà phát nguyện và họ tạo những cái công đức trong cuộc đời này, thì cái sự đắc đạo quả Tu Đà Hoàn, không đọa và đọa xứ, sanh lên sanh xuống đến thời kỳ mà Đức Phật Mét Tỷ Giá, Đức Bồ Tát Mét Tỷ Giá chọn mẹ đó, thì sẽ chọn cái vị có đức hạnh như vậy. Với cái ước nguyện mà nếu mà được Đức Phật thọ ký, như là chúng ta thường thấy một cái người nữ hay một người nam mà được chư Phật thọ ký sẽ là mẹ của một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác hay là mẹ của hai vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Điều này cũng có thể xảy ra quý vị, có thể xảy ra. Tại vì thường thường quý vị biết rằng cái nguyện lực đó dẫn dắt chúng sanh, và cái nguyện lực đó nó cộng với cái thân khẩu ý thiện, thực hành những cái thiện nghiệp, thì điều đó nó có thể xảy ra hết quý vị. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với đạo Phật là cái đức hạnh hay là mình gọi là cái hạnh lành, như là mình làm những cái việc thiện nghiệp công đức, mình dám hy sinh những cái hạnh phúc mà của mình đó để làm những cái thiện sự công đức cho chúng sanh. Mình dám tu tập đó. Thí dụ chúng ta thấy rằng kiếp nào Đức Bồ Tát ngày đi vào rừng đó, thì nàng Gia Du Đà La đó cũng đi theo chồng vô rừng ở, làm những cái việc mà chồng hành trì đó, thì bà cũng hành trì, nhưng mà bà đi hái cái cây rừng để đi múc nước ở trong những cái chỗ mà Đức Bồ Tát ngày tu tập đó, bà cũng tu tập như vậy. Thì như vậy chúng ta thấy rằng một cái người mà đồng vui đồng khổ với cái hạnh tu của vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác, thì chắc chắn rằng những cái người phụ nữ này sau này sanh ra đó nó có nhiều cái điểm rất là đặc thù. Như vậy chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật đó, thì ngài biết rằng một cái vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác phải có vợ có con và cũng có mẹ có cha. Một vị Bồ Tát Chánh Đẳng Giác nào chúng ta thấy ở trong kinh Bổn Sự đó thì cũng nói đến mẹ, cũng nói đến cha, cũng nói đến đệ tử Thinh Văn Thượng Thủ, cũng nói đến đến những đồ chúng, đến tuổi thọ, đến giai cấp, đến cái thời kỳ, cũng đều nói như vậy. Thì chúng ta biết rằng
Như vậy thì Đức Phật á, ngài cho biết rằng á, một cái người dù là nam hay nữ, mình cũng không có mặc cảm là mình là người nữ, mà mình chỉ nghĩ rằng mình có thể hy sinh được những cái thiện nghiệp gì, mình có thể hy sinh trong cuộc đời mình để làm những cái thiện nghiệp gì. Nên thường thường quý vị thấy ở đời này đó, nữ hoàng cũng có đó quý vị, vua chúa người nam cũng có mà nữ hoàng cũng có. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Đức Phật thì ngài biết rằng cái nghiệp dẫn dắt chúng sanh, và chúng sanh hành động theo những cái thiện nghiệp đó, cái thiện nghiệp này nó sẽ luân lưu từ kiếp này đến những kiếp tương lai nữa, nếu người đó hành trì những cái thiện nghiệp. Bởi chúng ta biết rằng một người mà giác ngộ đó, nó không phải là tu một hai kiếp hay năm mười kiếp, 100 kiếp, 1000 kiếp, mà Đức Phật ngài dạy rất là cả 100.000 đại kiếp như vậy, chứ không phải bình thường. Như vậy thì một cái người mà họ tu, từ lúc mà họ tu cho đến lúc mà họ giác ngộ đó, thì chúng ta thấy Bồ Tát mà tu cái hạnh trí tuệ đó cũng cũng 4 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp khi được thọ ký, rồi 7 a tăng kỳ đó thì phát nguyện trong tâm, 9 a tăng kỳ phát nguyện ra lời. Thì Bồ Tát tu hạnh đức tin thì gấp đôi, tu hạnh tinh tấn thì gấp đôi hạnh đức tin. Như vậy thì Bồ Tát toàn giác cũng có, Bồ Tát độc giác cũng có, Bồ Tát kinh văn giác cũng có. Như vậy thì ở trong giới nam nữ đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài có lượng phái tăng ni, cư sĩ thì cũng ngài cũng có nam cư sĩ, nữ cư sĩ, chứ không có phải chỉ nói đến nam cư sĩ mà không nói đến nữ cư sĩ. Và trong một vị chánh đẳng giác nào đó thì cũng có cái hội chúng như vậy hết, không thể nào thiếu một cái phái nào trong 8 cái hội chúng mà Đức Phật ngài là vị đạo sư. Như vậy thì chúng ta thấy rằng đối với Phật pháp hay đối với lý pháp của Đức Phật á, chúng ta thấy rõ ràng như vậy đó, thì chúng ta mới nghĩ rằng nhé, mình sanh ra con mà nó có hiếu là nó đang tu tập, còn mà sanh ra nó bất hiếu là nó không có thể nào sanh làm người, làm chư thiên trở lại. Như vậy thì rõ ràng một đứa con mà nó có cái lòng từ, nó có tri ân và báo ân, nó có những cái thiện tâm trong việc bố thí hay là trì giới hay tu thiền, hay là tính pháp, thiết pháp, hay cung kính, phục vụ, hữu phước, hay tùy hỷ phước, hay là cải chánh tri kiến. Thì cái cải chánh tri kiến rất là quan trọng của chị. Cũng như mình nói bữa hôm nay, mình học mà mình nghĩ đời, ta kỳ thị trọng nam khinh nữ đó, thì chính cái cải chánh tri kiến cho mình biết nhé, cái quan trọng nhất là cái đức hạnh của mỗi con người, chứ không phải là ở nam hay ở nữ. Ở nam thành thánh nhân được thì nữ cũng thành thánh nhân được. Nam thành đệ nhất về trí tuệ thì nữ cũng thành đệ nhất về trí tuệ được. Tuy rằng chúng ta vẫn biết rằng đối với Phật giáo đó, thì Đức Phật nói rằng một vị độc giác Phật không thể nào là người nữ, một vị toàn giác không thể nào là người nữ, Thiên Chủ Đế Thích không thể nào là người nữ, Trời Phạm Thiên không thể nào là người nữ, Vua Chuyển Lưng Thánh Vương không thể nào là người nữ. Thì chúng ta vẫn biết rằng cái giới hạn người nữ không có được những cái địa vị đó, vì ở cái địa vị nữ đó, cái sự thành trì nó bị giới hạn. Giới hạn có nghĩa là một người nữ không thể nào giống như người nam mà đi vô rừng ở để tu đắc được Bát Thiền Ngũ Thông trong những cái kiếp làm Bồ Tát. Nó sẽ bị hạn chế, nó bị hạn chế. Chỉ có những vị mà phụ nữ và phát nguyện thành bạn đời của Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác. Đây là một điểm mà như vậy thì Đức Bồ Tát Chánh Đẳng Giác á, thì ngài thành Chánh Đẳng Giác thì lúc bấy giờ người phụ nữ đó chỉ là thinh văn giác thôi, chứ không thể nào mà thành độc giác hay toàn giác được. Như vậy á, thì rõ ràng á, những vị độc giác á, thì họ sống ở trong rừng núi, nên cái người nữ đó họ không làm chủ được bản thân. Đối với sắc nữ tính á, là cái điều mà nó có cái hệ lụy đối với giữa cái giới nữ, nên bị hạn chế là do cái sự hành trì không có đạt được. Có nhiều khi mình không tự chủ được bản thân của mình, rồi người ta làm, nếu mình sống trong rừng trong núi làm rồi mình mang thai mình sanh con, làm sao mình có thể hành trì được phạm hạnh. Chính vì điểm đó nên phải là người nam mới hành để thành chánh đẳng giác, thành độc giác, hay là thành Vua Chuyển Lưng Thánh Vương, làm Thiên Chủ Đế Thích. Bởi vì chúng ta thấy rằng cõi trời Đao Lợi chỉ có một vị Đế Thích thôi,
thì phải là một cái người có cái hạnh ưu đặc thù từ những Bồ Tát chánh đẳng giác, thì những vị đó mới làm thiên chủ để thích. Nên thường thường chúng ta thấy cái quả địa cầu mà lúc thành hình đó, vị nào được bầu làm vua chuyển lưng thanh vương đó, vị đó sẽ thành Phật ở địa cầu đó. Đó là những cái điều mà chúng ta gọi là giống như một cái thông lệ. Một cái thông lệ, chư Phật có 30 cái thông lệ. Thì chúng ta hiểu rằng cái chúa cõi cõi trời Đao Lợi đó, thì vì nếu mà tranh cái phước báo công đức đó, chúng sanh nào mà trội hơn đó, thì rõ ràng cái người nam có nhiều cái điểm đặc thù hơn. Vì phát nguyện thành chánh đẳng giác được, độc giác được, thành độc giác được. Nên những cái hạnh tu ở trong rừng đó, đối với người nữ bị hạn chế. Chính vì điểm đó nên người nữ không có được cái sự đặc thù là thành chánh đẳng giác hay độc giác hay là chuyển lưng thanh vương hay là thiên chủ đế thích hay là trời phạm thiên là như vậy. Vì thường thường chúng ta thấy rằng cõi trời phạm thiên mà đại phạm thiên đó, phải là một người có năng lực thù thắng ở trong tâm sơ thiền với tính tấn niệm định tuệ với dục cần tâm thẩm mạnh để sanh làm đại phạm thiên. Ở trong cái cõi trời vị đó là vị chúa tể. Thành ra cái người nữ đó vì cái hạn chế, mình gọi là cái hạnh hạn chế thôi, chứ còn người nữ mà nếu sống trong rừng trong núi thì có lẽ là sẽ không có thể nào họ sống được với cái tâm tư mà với cái thân thể không tự làm chủ là mình được. Chính vì điểm đó nên trong cái địa vị mà toàn giác hay độc giác hay là thiên chủ đế thích hay là vua chuyển lưng thanh vương hay là trời phạm thiên đó, vì đặc biệt chỉ có một vị trời phạm thiên như vậy, nên cái sự mà mình nói so sánh cái đức hạnh và cái sự tu tập của vị Bồ Tát chánh đẳng giác đó và những vị Bồ Tát độc giác đó thì nó là thù thắng hơn là như vậy. Vì vị đó phải hành tỷ 20 pháp độ. Tuy rằng chúng ta biết rằng những vị Tinh Văn Thượng Thủ cũng 20 pháp độ, nhưng mà vị độc giác Phật đó, vì thời đó là không có người chỉ dạy mà tự mình chứng ngộ, và vị Bồ Tát toàn giác thì phải 30 pháp ba la mật, và muốn hành toàn giác thì phải nguyện trở thành người nam chứ không còn là người nữ nữa. Đó là những cái tiêu đề, những cái điều kiện để trở thành vị chánh đẳng chánh giác. Chính vì điểm đó nên cái người nữ bị hạn chế vấn đề đó là do cái cách cái nữ tính của mình. Ở đây mình hiểu như vậy. Còn đối với Đức Phật thì Ngài nói đến cái sự tái sanh thì Ngài biết được tất cả chúng sanh ở trong cái lãnh vực để trở thành toàn giác, độc giác hay là chuyển lưng thanh vương hay là trời thiên, trời đế thích, thì Đức Phật Ngài biết những cái điểm đó và những cái vô số những vị Bồ Tát mà để phát nguyện thành chánh đẳng giác hay độc giác hay Tinh Văn Thượng Thủ. Thì những vị đó có những lúc chúng ta cũng thấy Ngài Nú Thác, Ngài sanh nhiều kiếp làm thiên chủ đế thích. Điều này cũng có nói đến ở trong Kinh Bổn Sanh rất là nhiều những cái câu chuyện. Hay là Ngài Xá Lợi Phật cũng có. Thì chúng ta biết rằng những cái vị mà trong những cái kiếp mà hành trì cái hạnh lành, hành trì nhiều mặt đó, đạt được nhiều mặt đó. Đây là cái điểm mà chúng ta cần phải lưu tâm và cần phải để ý. Còn riêng về một chúng sanh mà sanh làm Tinh Văn Thượng Thủ đó, thì nam hay nữ cũng có khả năng để đạt được. Đây là mình gọi là cũng có khả năng, là ngang với nhau, điều kiện ngang với nhau. Còn cái kia là không có khả năng thì nó là khác. Như là người hữu phần và người vô phần đó. Người hữu phần là người có khả năng để trở thành bậc thánh, còn người vô phần là người không có khả năng để trở thành bậc thánh. Hay là mình gọi là tục sinh, người tam nhân là người hữu phần, còn người lạc vô nhân hay người lạc nhị nhân là người vô phần chứng được thiền định và đạo quả. Thì điểm đó chúng ta học trong Di Diệu Pháp thì chúng ta biết. Và thường thì đối với cái Phật tuệ của Đức Phật, những cái điều mà Đức Phật Ngài nói đó, đó là không có thể nào thay đổi được. Những cái điều Đức Phật tuyên bố đó thì muôn thuở nó là sự thật, nó là chân đế, nó là sự thật, nó không có thể nào thay đổi được ở trên cái phương diện của vị Bồ Tát chánh đẳng giác hay là Bồ Tát độc giác hay là vua chuyển lưng thanh vương hay là thiên chủ đế thích hay là trời phạm tiên. Đó là cái điều kiện muôn thuở của sự thật.
Như vậy thì chúng ta biết, chúng ta phải phân biệt được ở cái lĩnh vực nào cái giới hạn của cái nữ tính đó, nó bị giới hạn của cái phái nữ đó, thì nó sẽ bị giới hạn cái hạnh ở rừng, cái hạnh bố thí vợ con. Người nữ không thể nào bố thí chồng được quý vị. Quý vị không thể nào, quý vị không thể nào nghe rằng người bố thí sát tả mà người phụ nữ Bồ Tát đó mà đi bố thí chồng, cái chuyện này là cái chuyện cực kỳ hiếm có. Còn cái việc mà người nam á, Bồ Tát bố thí sát tá và đi bố thí vợ con là cái đó là cái hạnh của Bồ Tát nam. Còn nữ thì chúng ta không có thấy cái vấn đề này. Như vậy á, thì như vậy thì chúng ta thấy rằng á, cái điểm đặc biệt á, cái nghĩa là, và chúng ta cũng thấy chúng ta rất là nhiều những cái câu chuyện là những vị thánh A-na-hàm á, khi mà đắc đạo quả thánh nhân rồi cho những người vợ của mình á, đi kiếm chồng khác, hoặc là muốn kiếm chồng khác hay là muốn sao cũng được hết, điều đó có. Nhưng mà chúng ta cũng không có thể nào thấy rằng bà người nữ á, thì người nam thường thường là nhiều chồng, còn người nữ thì nếu mà chúng ta coi trong kinh điển, chúng ta cũng không thấy một người phụ nữ nào mà khi đắc đạo quả A Na Hàm rồi mà cho chồng của mình đi có vợ khác. Cái điều này chúng ta cũng không thấy ở trong kinh điển, chúng tôi đọc chúng tôi không thấy. Như vậy thì ở điểm này đó, chúng ta hiểu rằng cái giới hạn của nữ nó có một phần giới hạn, nhưng mà nói về cái sự tái sanh phân theo phước báo công đức đó, thì Đức Phật kể rằng ở lĩnh vực thành chánh đẳng giác hay độc giác đó, thì phái nữ bị hạn chế cái hạnh tu, nên không có thể nào đạt được cái quả vị đó. Còn với cái phương diện là mẹ của Bồ Tát đó, thì điều này có khả năng, và người nam cũng có khả năng làm cha của Đức Bồ Tát. Điều này là chia phần nữa, ai cũng có khả năng, để nam hay nữ cũng có khả năng để làm cha làm mẹ của Đức Bồ Tát. Rồi con trai con gái đó thì cũng có thể làm con của Đức Bồ Tát. Vợ thì tất nhiên là phải người nữ rồi, Đức Bồ Tát là nam thì người vợ phải là nữ rồi. Thì điều này đó thì chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài biết sự thật, có nghĩa là tất cả người phụ nữ đó sanh ra tất cả con người. Nên thường thường quý vị thấy trong thơ của siêu trưởng về 10.000 câu thơ đường đó, thì có những câu mà nói rằng ai là tạo hóa nhân sanh, thì Đức Phật ngài trả lời là phụ nữ là tạo hóa nhân sanh. Như vậy là phụ nữ là sanh ra như vậy là sanh ra Đức Bồ Tát chánh đẳng giác, Bồ Tát độc giác hay là Bồ Tát thinh văn giác, sanh ra những cái người con làm vua chuyển lương thánh phương. Điều đó là đương nhiên thôi, đương đó là sự thật. Như vậy thì chúng ta hiểu được cái phương diện nào người nữ có thể có trong cái sự sanh loại, và cái phương diện nào mà thường thì Đức Bồ Tát chọn cha, chọn mẹ, chọn châu, chọn dòng họ, chọn thời kỳ. Như vậy thì rõ ràng chọn cha, chọn mẹ thì phải mẹ là nữ tính, rồi cha là nam tính. Và chọn châu hay chọn dòng họ đó là những cái tiêu chuẩn của một vị Bồ Tát chánh đẳng giác để vượt trội hơn tất cả chúng sanh trong cái thời kỳ đó, không có người ngang bằng đối với cái phước đức với hạnh tu của ngài, để ngài trở thành vị Bồ Tát chánh đẳng chánh giác. Như vậy thì chúng ta hiểu được những cái điều này đó, thì chúng ta mới thấy Đức Phật ngài nói lên cái sự thật. Và cái sự thật mà được Đức Phật ngài nói lên đó, nhiều khi Đức Phật ngài thấy, ví dụ như mình nói rằng vua A Xà Thế mà có con trai cứ giết mình, rồi sau này cháu A Xà Thế giết con A Xà Thế này cái nọ, như vậy là cứ con mà cứ giết cha như vậy là quan gia nghiệp báo. Những chúng sanh đó có rất là khó có thể mà vì giết cha giết mẹ vậy mà sanh lên cõi trời được cái kiếp sau. Điều đó không bao giờ có hết, mình gọi thuộc vi phạm ngũ nghịch đại tội rồi. Thì vấn đề đó chúng ta hiểu rằng nhé, vấn đề đó chúng ta hiểu rằng nhé, một cái chúng sanh á, khi mà sanh ra có những cái điều không nên làm, vì đó là trọng nghiệp của gì, như là giết cha giết mẹ, chích móc Phật, giết Hán Pháp Hợp Tăng, đó là trọng nghiệp. Cái trọng nghiệp này á, là mình không có thể nào giống như là điện cao thế, mình đụng vô thì mình sẽ chết liền. Điều đó không có thể nào dám làm đối với một cái người biết tu đó. Thì những cái điều đó là Đức Phật gọi là nghịch đại tội, nhất định phải tránh xa trong
tư tưởng, trong tâm tư luôn luôn lúc nào cũng phải sợ hãi những cái điều đó, để trở thành một cái thường nghiệp mà trong tâm luôn luôn lúc nào cũng không dám ngỗ nghịch, hay là không dám giết cha giết mẹ, hay giết bậc A La Hán, chích ma Phật, hoặc là phá hoa hợp tăng. Như vậy thì chúng ta hiểu rằng đối với Đức Phật, Ngài thuyết cái nghiệp đó là bao trùm. Tuy rằng nghiệp không nói chi tiết từng phần được, ai bữa nay được cái nghiệp thiện, nghiệp ác gì mình không hiểu được, nhưng mà Đức Phật Ngài thuyết nghiệp đó, Ngài cả phân biệt ra để cho chúng ta lấy cái đó là cái thước đo, đó là cái công thức để mình biết được cái điều đó đó, mình đã làm vào như vậy đó thì phạm vào ngũ nghịch đại tội, thì nhất định sau khi chết mình phải rơi vào địa ngục chứ không thể nào thoát khỏi. Về phần cái đức hạnh đó, thì chúng ta thấy rằng mình có thể sanh ra con là chuyển luân thánh vương, hay là độc giác toàn giác, cái vị Bồ Tát cuối cùng là tinh văn thường trụ như Ngài Xá Lợi Phật đó, thì cái chuyện đó là cái chuyện có khả năng. Một cái người có khả năng và có cái phước đức ấy, để cho những vị Bồ Tát chọn cha, chọn mẹ, chọn châu ấy, thì điều đó là những cái người phụ nữ phải là một cái bậc chói sáng ở trong cái giới nữ, để Đức Bồ Tát này chọn là mẹ, hay là một người phụ nữ trai lứa có đức hạnh để chọn làm vợ. Điều đó là một cái mình gọi là một đôi đũa mà hai chiếc đều là đũa quý giống nhau hết, chứ nó không có thể nào chệch choạc khác nhau được. Đối với các bậc đại phước là như vậy, quý vị. Phần này con xin trình bày với bấy nhiêu là trình bày như vậy. Nếu cái gì chưa có đầy đủ sẽ là những cái câu thảo luận của từng đoàn giác đẳng. Bây giờ thì con xin chấm dứt cái buổi giảng với bấy nhiêu là trình bày. Phước nào phát sanh được kính dân lên chư tôn đức tăng, chia đến các bậc thầy tổ hồi hướng đến các vị hữu ân, các vị thiện nam tín nữ có tính tâm hộ trì tam bảo. Bây giờ xin hồi hướng đến chư thiên và con xin kính đảnh lễ và thỉnh từng đoàn giác đẳng vào phần thảo luận. Sa thủ kinh truyền thiên tòa pháp đăng với pháp thoại vừa rồi. Bạch thiên tòa tuệ siêu, không biết thiên tòa có ở trước máy không? Nếu thiên tòa có mặt ở trước máy, xin thiên tòa hoàn thị trả lời cho cái câu thảo luận. Một lần nữa xin được hỏi thiên tòa tuệ siêu có ở trước máy và nghe được không? À, chắc thiên tòa tuệ siêu không có mặt trước máy. Thiên tòa pháp tân ấy, thiên tòa có mặt ở trước máy không? Nếu thiên tòa pháp tân đang có mặt ở trước máy, xin thiên tòa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Thưa vị, hôm nay chúng ta có một bài học mà có rất là nhiều điều quan trọng cần thảo luận. Thiên tòa tuyên quyền ấy, thiên tòa có nghe được không? Ồ, dạ thấy thiên tòa tuyên siêu rồi. Hôm nay thiên tòa tuyên siêu hoan hỷ giúp trả lời cho 6 câu hỏi. Và quý Phật tử quan hỷ kiên nhẫn nha. Những câu hỏi này nó có tính cách hơi chuyên môn một chút. Và chúng ta nghe được phần nào thì nghe không được thì cứ để vào bên đó, không cần thiết để chúng ta nghe đâu. Bên thiên tòa tuyên siêu, khi mà một người Phật tử mà nghe giảng, có khi người ta nghĩ rằng như vậy đó là phạm thiên, là người nam chứ không phải là nữ. Sắc nam tính có ở cõi phạm thiên không? Ở cõi sắc giới, vô sắc giới không? Vô sắc giới không có rồi, nhưng sắc giới có sắc nam tính không? Hay là ở cõi sắc giới, cõi phạm thiên sắc giới không có sắc giới tính? Xin kính thỉnh thượng tọa quan kỹ nói rõ điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Xin hỏi quý vị có nghe được chúng tôi nói không? Dạ, cảm ơn. Ở trong cõi phạm thiên không có sắc giới tính,
kể cả hai giới tính là Ichi Phawa và Puma Phawa. Vì học thắng pháp thì chúng ta cũng đã biết, nếu mà nói về sắc nghiệp đó, thì ở cõi Phạm Thiên sắc giới hữu tử chỉ có 13 thứ sắc nghiệp, trừ ra tỷ thiệt thân, năm tính lượng tính, trừ ra năm cái đó. Ở trong cõi sắc giới vô tưởng thì cũng chỉ có mỗi một bọn sắc mạng quyền thôi, tức là chỉ có chín thứ sắc nghiệp, tám bất ly về sắc mạng quyền. Do đó trong cái câu hỏi thứ nhất, trong cái câu thông một số một, còn cái vế thứ nhất là sắc giới tính có ở cõi Phạm Thiên sắc giới chăng, thì chúng ta nói là ngay cả Phạm Thiên sắc giới hữu tưởng cũng không có sắc giới tính, còn nói chi là Phạm Thiên sắc giới vô tưởng. Và do đó nên không thể nói Phạm Thiên là người nam, không thể nói Phạm Thiên là người nam. Khi mà Đức Phật Ngài thuyết về những điều có thể xảy ra và không thể xảy ra ở trong Tăng Chi Bộ Kinh, thì Ngài có nói đến một điều. Ở đây vị toàn giác vua Chuyển Lương Vương Đế Thích và Phạm Thiên không thể là người nữ, không thể là người nữ. Chỉ nói không thể là người nữ, nhưng mà chúng ta phải hiểu rằng là vị Phật giác Ngài sanh ở cõi nhân loại dục giới, cho nên không là nữ mà phải là người nam. Vì chữ Lương Vương thân nhân loại cõi dục giới, cho nên không là người nữ, phải là người nam. Đế Thích là Chúa Chư Thiên cõi trời Tâu Quá Tiên Sát cõi trời Đau Lợi, cũng là cõi dục giới, không phải là nữ mà phải là nam. Vì bởi vì cõi dục giới là có sắc nam tính, nhưng mà trong cái câu nói rằng là Phạm Thiên không phải là nữ, thì chúng ta cũng phải ngầm hiểu rằng cũng không có cả gọi là nam tính, không có cả cái sắc nam tính. Cho nên ở đây cái vế thứ nhất là chúng ta cần phải biết rằng sắc giới tính, nam tính và nữ tính không có,
trong cõi phạm thiên sắc giới. Và phạm thiên không nên nói là người nam, không nên nói là người nam. Như vậy thì chỉ có ba hạng người là Phật Toàn Giác, Chuyển Luân Vương và Đức Thế Thích, không phải là nữ mà là người nam. Còn Phạm Thiên không phải là nữ nhưng cũng không nên nói là nam tính. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú kính trừng Thượng Tọa Thầy Sư. Bất thư Tọa Thầy Sư, Thượng Tọa Quan Hỷ nói rõ hơn là ở trong cõi người chúng ta đó, chúng ta đọc ở trong kinh điển thì người nữ có tu tập chứng đắc các tầng thiền như là thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, có thần thông được không? Có luyện thần thông được không? Xin cái tên Thượng Tọa Quan Hỷ trở lại. Xin Thượng Tọa ghi dùm cho câu hỏi. Dạ, xin cảm ơn Thượng Tọa Giác Đẳng. Kính thưa quý vị, theo Phật Pháp thì người nữ trong cõi nhân loại vẫn có thể tu tập chứng thiền sắc giới và vô sắc giới được. Y cứ vào đâu mà chúng ta nói như vậy? Ở đây thưa quý vị, vì các vị thánh ni A-la-hán, những vị đó có một số vị cũng có thần thông, nên khi di mẫu Gotami hay là Trưởng Lão Ni Yasothara các vị đó lúc mình sắp niết bàn á, thì các vị đó đã xin phép Đức Thế Tôn để thi triển thần thông trước hội chúng để tán thán về công đức của Đức Phật và sau đó mới niết bàn. Như vậy rõ ràng là nữ nhân vẫn có thể tu chứng thiền sắc giới và vô sắc giới được. Vì thần thông phải từ nơi Appana Samathi là kiên cố định hay an định, tức là tâm thiền chứng, nó mới phát sanh Abhinnya, tức là thắng trí thần thông được.
chắc chắn là câu hỏi này sẽ có cái câu hỏi phụ hỏi rằng nếu như ngoại trừ nữ nhân là bậc thánh A-la-hán, như vậy thì những nữ nhân bình thường như là các nữ đạo sĩ khi mà họ tu chứng thiền, họ sanh ở cõi phạm thiên được, là tại sao nói rằng cõi phạm thiên không có, không phải là vị phạm thiên, không phải là nữ tính? Sẵn đây chúng tôi sẽ trình bày cái câu hỏi luôn cho quý vị. Chúng ta hiểu biết gì về thiền? Nếu như mà chúng ta đọc ở trong Thắng Pháp Tập Yếu Lượng cũng như trong Thanh Tịnh Đạo, chúng ta sẽ biết rất rõ về trường hợp những vị mà tu chứng thiền, những vị đó một là lì ái lì khi ái lì vị ái lì xúc ái lì nữ ái lì nam ái. Chữ ly ở đây đó là chữ vía ra gác. Chúng ta gọi là, đúng ra chữ vía ra gác vậy là ly tham, nhưng mà chữ ly tham đó, nhiều khi nó hơi bị lấn cấn, như là nói đồ sát ra gác, vía ra gác, thì chúng ta nói là ly tham ái thì cũng được. Nhưng mà khi nói đến đồ sát quý ra gác, không lẽ chúng ta nói là ly tham sân, nhìn nó kỳ lắm. Cho nên chữ quý ra gác trong trường hợp có nghĩa là vô nhiễm, có nghĩa là vô nhiễm. Chữ quý, cái tiếp được ngữ này có nghĩa là lìa, là mất, là không, là chẳng, là không có, chẳng, chẳng có. Chẳng hạn như nói bà vú tá, tức là hợp, hòa hợp, mà xâm bà vú tá có nghĩa là tương ưng, mà mít bà vú tá có nghĩa là bất tương ưng. Thì về chữ ra gác, nếu nó được lập một mình đó, thì chữ ra gác đó là tham ái, là không xài đi chung với cái nhóm từ nào mà nó thuộc về sân, như bất thiết khác không thể, hay là đô sát không thể xài chung với chữ ra gác được. Nhưng nếu có một cái tiếp đầu ngữ quý phối hợp thành chữ vía ra gác, thì trong trường hợp này nó là một thuật ngữ để chỉ cho cái trạng thái vô nhiễm, lấy từ chữ quý và động từ căn là ra chát tí là nhiễm. À, chữ ra chát tí nó còn có nghĩa là nhuộm đó, thưa quý vị, nhuộm màu á, nhuộm màu. Cho nên chữ quyết ra gác ở đây là vô nhiễm, chúng ta phải xài cái chữ vô nhiễm. Thật ra khi mà nói đến Niết Bàn, đã là tanh hắc khai giác, là đoạn tận ái,
Rồi Niết Bàn còn gọi là quý ra gán nữa, rồi ly tham nữa, thì nó trùng nhau. Cho nên chúng ta phải hiểu chữ quý ra gán để chỉ cho Niết Bàn đó. Thì đó là vô nhiễm phiền não. Vô nhiễm tham, vô nhiễm nhiễm si, vô nhiễm. Trong ý trí của tất cả, trong ý trí của tất cả, trong kinh Phật Như Thị Thuyết đó, chúng ta sẽ gặp một loạt từ mà khi nói đến cái chữ vô nhiễm viraga là để chỉ cho trường hợp vô nhiễm tham, vô nhiễm sân, vô nhiễm si. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng là một vị mà tu thiền, chứng đắc thiền, là vị đó vô nhiễm đối với sắc, thinh, khí, vị, xúc, nam, nữ, là vô nhiễm. Nói là vô nhiễm sắc thinh, nhưng mà tại sao đối với phạm thiên sắc giới vẫn còn nhãn xứ nhị xứ, vẫn còn thần kinh nhãn, thần kinh nhĩ, còn hai loại sắc kiềm đó? Thì trong chú giải thích rằng vì các vị phạm thiên sắc giới đó, những chúng sinh này vẫn còn muốn được thấy cao thượng Dasana Nuttariya, tức là chờ có dịp một vị chánh đẳng chánh giác xuất hiện ở cõi người, thì các vị phạm thiên sắc giới đó mới hiện xuống cõi người để ý kiến, để thấy được tôn nhan của vị chánh đẳng chánh giác, gọi là thấy cao thượng. Chứ không phải là các vị phạm thiên đó là nhiễm cảnh sắc đâu. Bởi vì đã gọi là thiền thì vô nhiễm đối với dục trần, sắc thinh khí vị xúc. Còn sở dĩ mà có thần kinh nhĩ đối với vị phạm thi này, phạm thi sắc giới có thần kinh nhĩ, là bởi vì các vị đó vẫn còn muốn Dasana Nuttariya, tức là muốn được nghe cao thượng, tức là nghe pháp của bậc chánh đẳng chánh giác thuyết mỗi khi thế gian có xuất hiện một vị Phật. Bởi vì tuổi thọ các vị phạm thiên sống lâu lắm, thưa quý vị, có thể từ Đức Phật này sang Đức Phật khác, như là phạm thiên Khatikara chẳng hạn. Phạm thiên Khatikara đã chứng quả Anaham từ thời Đức Phật Kassapa lên kìa. Cho nên ở đây đó, chúng ta nên hiểu rằng là các vị phạm thiên là các vị đó, một khi thân nữ nhân ở dưới cõi nhân loại mà chứng đắc thiền đó, thì xem như là cái khuynh hướng của vị đó là vô nhiễm đối với ngũ trần, đối với dục lạc, vô nhiễm đối với dục lạc, và vô nhiễm đối với tình cảm nam nữ, ái luyến nam nữ. Vì vậy cho nên sau khi mệnh chung mà tái sanh ở cảnh giới khác thì là không có cái trạng thái nữ tính nữa, nữ tính hay nam tính nữa. Còn sẵn nói nó kéo dài luôn, thưa quý vị, quý đừng có cho rằng là chúng tôi già cả rồi nói chuyện như bầu bắt qua gì mất. Chúng tôi nhắc thêm để mai mốt sợ không có dịp nữa. Là như mẫu thân của Đức Bồ Tát Thích Chót là Hòa Hậu Mahabaya, từ khi biết mình thụ thai và thai bào đó là một quý nhân, là một vị Bồ Tát Thích Chót, kể từ lúc mà biết mình thụ thai thì Hòa Hậu Mahabaya
không còn có sự thích thú trong dục lạc ngũ trần, không còn có sự ái luyến một nam nhân nào khác, kể cả đức vua Suddhodana là chồng của bà cũng không có nhiễm. Và vì vậy cho nên khi bà Băng Hà sanh về cõi trời Tusita, cõi trời Đông Xuất, là một vị thiên tử, tức là một chư thiên nam chứ không phải chư thiên nữ. Cái này sẵn nói luôn cho quý vị biết đường nhạc chiên. Vậy tại sao tại sao ngài lên cõi trời, ngài thiết vì pháp để ngài báo ân báo hiếu cho mẹ? Nhưng mà thưa quý vị, cái chuyện mà báo hiếu cho mẹ thì dồn cho cái hậu thân của người mẹ là thiên nam thì cũng là mẹ của ngài, tiền thân cũng là mẹ của ngài, cho nên cái vấn đề không có gì lạ cả. Chúng ta đừng ngạc nhiên, chúng ta thắc mắc nhiều quá chuyện kéo dài cho đến sáng rồi. Thưa quý vị, chúng tôi xin trở lại cái câu hỏi và xin kết thúc. Kính thỉnh thượng thở giáo đẳng trở lại Nam Mô Bổn Thầy. Sa thú kính đơn từ tòa thầy sư. Bạch thầy thầy sư, tiếp theo thầy tòa trả lời luôn cho hai câu số 3 và số 4. Chỉ có 6 câu thôi, nhưng mà cũng phải nói thêm một điều lần. Thường thường nhá, người ta nói đến Phật mẫu á, người ta thích hình ảnh của một người nữ hay. Thí dụ như là trong Phật giáo Bắc truyền có Đức Quán Thế Bồ Tát ở Ấn Độ thì là người nam, nhưng mà qua Trung Hoa thì thích người nữ hơn. Thật ra thường tòa nói Phật mẫu là tiên nam, mấy người họ nghe họ buồn. Dạ. Bây giờ thì Thánh Thượng Tọa Quan Hỷ trả lời hai câu là câu số 3 đó, là phải chăng theo Phật Pháp thì trong dục luân hồi đó một chúng sanh có thể từ nam chuyển sang nữ, nữ chuyển sang nam, có đúng như vậy không? Và Thượng Tọa Quan Hỷ giải thích thêm là phải chăng á, có nhiều người quan điểm rằng người nam có phước hơn nhiều nữ, ở trên đời này có phải là người nam luôn có phước hơn người nữ không? Xin nói chúng ta nhìn phương diện nghiệp báo á, xin kính thỉnh thượng tọa. Làm việc với người có trí là mình phải biết rõ thôi. Từ tội nhất đẳng bảo rằng sư minh trả lời dùm cho 7 câu thì trả lời xong 3 câu thì đến câu thứ tư chỉ còn 2 câu nữa, nhưng mà câu thứ tư thực ra đó thì nó tới 2 câu lận, tức là thành ra câu 4 câu 5 á. Thì ở đây thưa quý vị, theo trong Phật Pháp đó, thì trong dòng luân hồi chúng sanh luôn luôn có thể từ nữ sanh thành nam hay là nam sanh thành nữ, có nghĩa là từ giống cái chuyển sanh giống đực hay ngược lại, cái điều đó có thể luôn luôn có thể xảy ra. Tuy nhiên nó cũng có một vấn đề hơi khó đối với một số người, một số chúng sanh quen cái thường cận y duyên. Những chúng sanh nào đã quen cái tánh nết của nữ và họ tạo phước, họ nguyện sanh làm nữ,
thì người đó họ khó có thể chuyển làm nam. Người nào quen cái tánh nết nam, họ tạo phước miệng sẽ là người nam. Hoài như vậy, nhất là Bồ Tát kể từ khi được thọ ký thành vị chánh đẳng chánh giác, gọi là Địa Mạt Bồ Tát Sắp Tát, là Bồ Tát cố định. Thì vị Bồ Tát cố định được thọ ký thành chánh đẳng chánh giác rồi, thì kể từ cái thời mà Đức Phật đi băng cá rá, là đầu tiên mà Bồ Tát được vị Phật mà ngài được Đức Phật đầu tiên thọ ký, cho đến ngay trong lúc hiện tại mà ngài thành chánh đẳng giác Gotama, thì luôn luôn là người nam chứ không là người nữ. Chúng ta nói được có nghĩa là trong dòng sanh tử luân hồi, ở những kiếp xa xưa mà chúng ta chưa là cái gì, chưa có cái chân đức ở trong cái thiện pháp, thì chúng ta có chuyển qua chuyển lại được do nơi nghiệp phiền não nó chi phối. Bây giờ tình trạng mà hai người nam họ thương nhau, hai người nữ họ đồng tình luyến ái, trong đó có một người sẽ đóng cái vai trò là chồng, người đóng vai trò là vợ, thì ngay trong hiện tại dầu cho hai người nam hết, nhưng mà khi mà sanh trở lại đó, ở kiếp sau đó, thì cái người nam mà đóng vai trò là vợ đó thì có thể sẽ là người nữ, do cái tâm họ phục tùng, họ yếu, họ phục tùng người kia. Vấn đề này rất là phức tạp, chúng ta phải dùng trí tuệ để chúng ta hiểu. Cũng không khó đâu thưa quý vị, không khó hiểu đâu. Ichang narang brikasati, nguyện ước hằng dẫn dắt người đi. Người mà có cái khuynh hướng thích là người nữ, thích trang điểm, thích làm những việc nhỏ nhặt, cái thường cận y duyên đời sau dễ sanh là người nữ. Còn những người một cái tính nóng nảy, hay là cái tính trí tuệ, hoặc là cái tính cương trực thẳng thắn, hoặc là cái tính không thích trang điểm, không thích những cái làm những cái việc tiểu tiết, không có những cái tính nhỏ nhặt, ích kỷ, thì như vậy đời sau có thể sanh là người nam. Đại khái là như vậy. Cái điều này cũng được giải thích ở trong Thắng Pháp, trong cái phần này chú giải rõ lắm, nhất là cái phần sắc pháp, về sắc nữ tính, sắc nam tính. Rồi bây giờ chúng ta trả lời cái câu hỏi thứ tư. Cái câu hỏi thứ tư là: người ta thường nói sanh là người nam có phước hơn người nữ. Điều này nó cũng chưa đúng, không đúng đâu. Mà khi chúng ta nói có phước hơn thì có phước cái gì?
Bây giờ chúng ta phân ra này. Làm người nam, nếu mà nói trên phương diện phước Phật chưa chắc. Có những người nam họ nghèo đói khổ sở, thất nghiệp, làm không ra tiền. Có nhiều người nam đó, thưa quý vị, họ phải sống bám vào cái đồng tiền do người vợ đi làm để nuôi họ. Ở trong gia đình họ không làm ra tiền, nhưng mà vợ của họ là người có làm ra tiền được. Như vậy rõ ràng là nếu là người nam mà gọi là có phước, trường hợp đó chắc mấy bà sẽ phản đối. Bởi vì nếu mà có phước Phật hơn đó, thì người nam đó phải làm ra có tiền bạc chứ. Cho nên cái phước Phật đó, hãy ai có làm thì người đó sẽ có cái phước, chứ không phải là người nam có phước Phật hơn là người nữ, không phải. Vấn đề thứ hai là nói trên phương diện cái phước đức chưa chắc là người nam có phước đức nhiều hơn là người nữ, hay là người nữ có phước nhiều người nam, tùy theo khả năng tu tập. Bởi vì người nữ nếu mà họ thiếu cái phước đức á, thì sao cái dáng dấp của họ, cái thân thể của họ, có nhiều người lại đẹp, có cái tướng sang trọng, khỏe mạnh. Còn có những người nam họ bị bệnh hoạn, yếu đuối, xấu xí. Rõ ràng là phước đức thiếu hơn. Và nếu mà nói tuổi thọ, thưa quý vị, ở trong gia đình thường thường bà cụ sống lâu hơn cụ. Bà cụ sống lâu hơn cụ cũng có. Cho nên người nữ thọ hơn người nam. Rõ ràng là cái phước đức của người nữ vẫn không thua gì người nam. Còn nói trên phương diện trí thì không phải hoàn toàn người nam nào cũng có trí tuệ. Đồng ý là những bậc chánh đẳng chánh giác, những bậc độc giác, hay là những bậc chuyển lưu vương, những người nam đó thì cái trí tuệ, người nữ không thể nào có cái trí tuệ được, cái trí tuệ bậc toàn giác hay trí tuệ của bậc độc giác, không thể. Chỉ trên phương diện đó thôi. Còn ở cái phương diện khác trong đời sống thường, thưa quý vị, có những người nam họ cũng thua trí người nữ. Chứ không phải là người nam nào họ cũng sáng suốt hơn người nữ đâu. Do đó, chúng ta không thể nói rằng người nam, sanh là người nam là có phước hơn người nữ. Người ta nói như vậy, nó có hai lý do mà người ta nói. Có lý do người ta mới nói, chứ không phải không có lý do. Nhưng mà không phải vì cái lý do đó mà chúng ta kết luận một cách chắc chắn rằng là người nam có phước hơn được người nữ như vậy. Nó chỉ ở một khía cạnh đó thôi. Thí dụ như khi mình nói đến cái người nữ mà họ thiếu phước hơn người nam, ở đây chúng ta thấy ở trong cái cuộc sống xã hội loài người,
Người nữ thường thường thì dưới cơ người nam nhiều lắm. Trừ ra ở, thí dụ như ở các cái xứ, các cái quốc độ mà cái tập tục của họ là chế độ mẫu hệ thì đất khác. Còn thường thường đó thì người nữ họ có những cái nỗi khổ riêng mà người nam không có. Thí dụ như là họ phải, cái này ở trong kinh điển nói thì thưa quý vị, họ phải có cái tâm, trong cuộc đời của họ, họ có một cái tâm lo lắng. Khi mà họ lớn lên, họ phải bị gả về nhà chồng. Khi mà bước chân đến, rời khỏi nhà cha mẹ, cái vòng tay yêu thương cha mẹ để về bên nhà chồng, thì bị cha mẹ chồng là người dư có thể hiếp đáp. Rồi làm người nữ thì họ có thể là bị phụ thuộc, bị lệ thuộc, hay là bị hiếp đáp bởi cái người chồng là người dùng vũ lực. Mà người nữ họ không có sức mạnh được, họ kháng cự lại. Rồi người nữ từ khi mà tuổi trưởng thành vậy thì luôn luôn họ phải chịu khổ hàng tháng kinh kỳ. Cái khổ đó người nam không có. Rồi có cái khổ nữa là người nam đi biển có đôi, đàn ông đi biển có đôi, đàn bà đi biển một con một mình, tức là chỉ cho trường hợp mà người nữ khi mà sanh đẻ đó là phải thập tử nhất sinh, đau đớn khổ sở vô cùng. Mà cái nỗi khổ đó đó, nỗi khổ có thể là chết người đó, thì cái nỗi khổ chỉ có nữ chịu thôi chứ người nam không có. Vâng, vâng. Do đó người ta nhìn vào cái chỗ này đó, người ta đọc được cái đoạn kinh này, cái câu Phật cô mà Đức Phật đã dạy như vậy đó, thế họ đưa ra kết luận như vậy, mình làm sanh là người nam sướng quá. Thế là họ cho rằng người nam có phước hơn người nữ ở chỗ đó. Rồi một cái lý do thứ hai đó, đọc ở trong kinh điển chúng ta sẽ thấy những cái trường hợp thế này mà cũng rất có thể bị người ta hiểu lầm, là những người nam á, nếu mà họ là cái người chính nhân quân tử, là đấng trượng phu, thì họ tạo được cái công đức phước báo, họ cũng sẽ tiếp tục sanh là người nam. Nhưng mà nếu đang là người nam như vậy đó, mà họ bị một kiếp nào đó bị phiền não tham dục nó chi phối, người này sống trác táng, hoặc là người này hiếu sắc hiếu dục, dâm dục hiếu sắc, rồi đi cưỡng bức gái nhà lành, hay là gian dâm với vợ con người khác, thì do cái nghiệp tại dâm đó đó mà chuyển sang là người nữ. Đọc ngang cái chỗ này thôi đó, cái người ta mới kết luận rằng là sanh là người nữ là có tội, sanh là người nữ
cái trường hợp này cũng chí quy lắm thưa quý vị. Tại sao chí quy? Cũng giống như có câu chuyện có một thầy thuốc đó, ông dốt đó, ông không học hành gì hết, ông chỉ có cái quyển sách thuốc của cha truyền con nối để lại. Cái bữa đó có một cái người bị đau bụng, bệnh nhân đau bụng đi đến, ông dở sách ra nhanh, ông gặp cái chỗ mà cái trang đó hai cái dòng cuối bị phúc thống phục nhân sâm, có nghĩa là đau bụng cho uống nhân sâm. Cái ông lật đật ông hốt thang thuốc, ông bỏ nhân sâm vô, người ta về người ta uống chết. Cái gia đình mới kiện lên quan, quan bắt ông thầy đó, ông thầy thuốc đó. Ông thầy đó ông gần cổ ông cãi ông đó, ông trị bệnh có sách dở đàng hoàng, hỏi sách đâu, ông về ông lấy sách đưa lên. Hôm qua ông dở ra cái trang đó, ông dở qua cái trang kế tiếp, nó chỉ lọt qua cái trang sau hai chữ tắc tử, có nghĩa là ghép lại câu trước là phúc thống phục nhân sâm tắc tử, đau bụng mà cho uống nhân sâm là ắt phải chết. Thế là ông lăn băm đi, ông chỉ có áp dụng có cái đoạn đầu thôi, ông không có dở ra sao thôi. Cũng vậy, mình chỉ thấy cái câu chuyện đó, câu chuyện bổn sinh về một người nam mà có cái sở hành gian dâm, rồi sau chuyển sang là người nữ, cái mình kết luận mình cho rằng là tất cả mọi người những chúng sanh nào sanh làm người nữ đều là do có tội mới sanh làm người nữ. Chúng ta nói gì là chúng ta sai đó. Chúng ta sai là tại sao vậy? Vì như mẫu thân của Đức Bồ Tát trong đời quá khứ tạo cái phước dưới chân của chư Phật ở trong quá khứ, đã nguyện có nguyện đời sau sẽ là mẹ của một vị Phật. Thì như vậy khi mà người nữ đó trải qua cái kiếp luân hồi kể từ khi mà được thọ ký cho đến khi mà trở thành hòa hậu Mahabaya đó, cái thời gian sanh làm người nữ đâu phải là do cái tội, chúng do cái tâm nguyện tốt. Nếu mà không có người nữ nào mà nguyện là mẹ của Đức Phật đó, hay là không có nữ nào nguyện là vợ của Đức Bồ Tát Kiếp Chót Thái tử Siddhartha đó, thì như vậy thì cái vị chúng sanh đại nhân Mahasattva này không thể thành Phật được. Tại sao? Không có ai sanh ra. Và tục lệ của chư Phật đó, là khi còn là vị Bồ Tát, là Thái tử Sắc Đế Lị hay là công tử Bà La Môn, là tục lệ, cái thông lệ của các vị đó là phải có gia đình, phải có gia đình, có vợ có con rồi mới bỏ vợ bỏ con đi xuất gia. Mà nếu như không có gia du đà la thì thái tử sĩ đạt ta làm sao thành Phật được. Và cái trường hợp này cũng là sanh làm người nữ như vậy là do cái phước, đâu hoàn toàn không phải người nữ sanh ra. Không phải chúng sanh mà sanh ra là người nữ đều là do cái ác nghiệp hết. Chúng ta đừng có nhầm lẫn cái chuyện. Cho nên cái chuyện mà nói rằng người nam sanh là người nam có phước hơn nữ chưa chắc, thưa quý vị. Có phước hay không có phước đó, là tùy theo người nam hay người nữ đó trong đời quá khứ có tạo thiện nghiệp hay tạo ác nghiệp thôi. Còn ngay trong hiện tại, chuyện mà sanh là người nam hay sanh là người nữ, nó còn nhiều cái lý do khác, nhiều cái hạnh nguyện khác, nhiều cái thượng cận y duyên khác, chứ chúng ta không thể nói một khía cạnh được. Đây chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi thứ tư này. Xin kính thỉnh thượng. Sa thủ kính trực thưa thầy tổ sư. Trước khi mà chúng ta qua câu số 5 và số 6 đó, thì sư tổ Quan Hỷ Nhân, sư tổ đang nói như vậy đó. Thì có người họ nói như vậy, họ nói rằng có cái lý do chánh đáng để mà tin là lý nhân quả không hợp lý, nghiệp báo không có hợp lý,
đó là nếu mà mình quan sát kỹ đó, thì cái người đi chùa tu tập, người đi chùa làm phước ấy, thì người nữ nhiều hơn người nam. Không phải nhiều hơn 1-20%, mà có thể nhiều gấp 2, gấp 3 lần. Nhưng mà ngoài đời mà những người giàu có, những người mà có địa vị cao, những người học vị có cái học vị cao đó, thường là người nam nhiều hơn người nữ. Thì như vậy không lý nhân quả không hợp lý. Tại vì nếu nếu có nhân quả đó, thì lẽ ra người nữ đi chùa nhiều, tu nhiều thì lại phải có sự thành tựu nhiều hơn xã hội chứ. Thì thượng tọa Từ Siêu, thượng tọa có thượng tọa có hỷ trả lời giải đáp những điểm này, kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Phật thầy. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, cái vấn đề này cũng có nhiều yếu tố mà chúng ta phải nhắc đến. Người nam đa phần, chúng tôi nói đa phần là họ sống bằng cái lý trí hơn là tình cảm. Người nữ họ sống bằng tình cảm nhiều hơn là lý trí. Đa phần là như vậy. Và người mà sống nhiều bằng cái lý trí thì người đó, cái đức tin của họ nó hạn chế hơn. Những người nam mà bả đâu tin đó, đó, nghe ai nói cái gì cũng tin hết, thì người đó là người sống không có khuynh hướng lý trí, cái trí tuệ suy xét. Người đó xem như là lạc loài với cái mẫu người nam. Còn người nữ, một cái tánh ngang ngược, ngang tàn, không tin, thì cái người đó họ cũng đi ngược lại với cái chủng loại của họ. Thì bây giờ đó, tại sao người nam ở trong cuộc đời này mình thấy học hành đỗ đạt thành tài nhiều, làm nên chuyện lớn nhiều, là bởi vì cái thường cận y duyên của họ trong quá khứ, họ sống bằng cái lý trí, làm việc gì cũng dục trí, cho nên quen cái thường cận y duyên đó. Bây giờ nếu mà nói trên phương diện cái lòng tin để mà tu tập, để mà tạo phước, thì họ có cái phần hạn chế hơn. Nhưng mà nếu như họ đã, một khi đã đặt niềm tin nơi Phật Pháp, đã tu hành, thì họ, cái trí tuệ của họ sẽ vượt trội, họ sẽ làm nên cái sự nghiệp tu tập, cái sự nghiệp đạo Pháp lớn lao, là do nơi cái lý trí. Còn người nữ, vì họ nặng về sống tình cảm hơn lý trí, mà tình cảm đó thì nó lại là một phe nhóm với cái lòng tin. Tình cảm nó là phe nhóm với lòng tin. Do đó, cho nên người có, sống bằng cái tình cảm nhiều thì đức tin của họ nó sẽ dễ phát sinh lên.
Trước hết là họ gặp một người họ ngưỡng mộ, cái tâm của họ có thiện cảm, từ chỗ thiện ngưỡng mộ cái bắt đầu thiện cảm, rồi họ có lòng tin. Khi đã có lòng tin như vậy, được hướng dẫn thì họ đi làm phước, thưa quý vị, họ làm phước mạnh hơn người nam, dồi dào hơn. Và chính vì vậy cho nên ở đây chúng ta đừng có ngạc nhiên tại sao nói người nữ yếu đuối hơn người nam, nhưng mà trong khi đó người nữ đi làm phước nhiều hơn. Như chúng ta phân tích với quý vị, cái chuyện mà đi làm phước đó, chẳng qua có niềm tin là đi làm phước được, mà người nữ là cái mẫu người sống nặng về tình cảm, cho nên niềm tin họ dễ phát sinh hơn. Còn người nam là đi làm phước ít hơn, là bởi vì họ sống nặng về lý trí, trí tuệ, cho nên họ không dễ gì họ nhẹ dạ cả tin được. Chỉ khi nào mà họ đã dùng trí tuệ phân tích, suy xét, lấy pháp làm chuẩn Thammāthippatayā, thì lúc đó họ đã có niềm tin rồi, thì cái niềm tin đó là chắc chắn, bảo đảm là họ sẽ không bỏ cuộc được, họ sẽ làm nên chuyện. Nếu như họ xuất gia, họ sẽ làm nên chuyện. Còn khi mà họ ở tại gia cư sĩ, họ làm người nam cư sĩ, thì họ sẽ là một người kiên trì với Phật pháp. Một khi họ đã thấy được cái con đường đúng đắn, không phải là họ, không phải người nam không có niềm tin, có, nhưng mà cái niềm tin của họ được an lập trên lý trí. Còn cái niềm tin của người nữ, đa phần là họ được an lập trên vấn đề tình cảm, không có an lập trên lý trí. Mà niềm tin an lập trên lý trí thì họ tu tập tạo công đức khác thì nhiều, như là tu thiền định, hay là trở thành những cái vị pháp sư xuất chúng, làm vị giảng sư xuất chúng, là một vị tỳ kheo thông suốt tâm tạng được. Nhưng mà cái niềm tin an lập trên trí tuệ thì kêu đi làm phước đó, đi làm phước những chuyện đơn giản thông thường thì họ không thích làm. Còn là người nữ, vì cái niềm tin của họ không ăn lập trên cái lý trí, trí tuệ, cho nên cho họ đi làm mấy cái việc lớn lao như vậy họ làm không xong, nếu như không có cái nghiệp duyên ở quá khứ họ làm không xong. Mà làm, có làm đi nữa, có trở thành một cái vị pháp sư, hay là trở thành một vị giảng sư, một vị giáo thọ, thì họ cũng dạy đến chừng đó thôi, chứ họ không có phát triển thêm nữa. Có điều lạ, nhưng mà cái trên phương diện đi làm phước đó, thì họ mạnh mẽ lắm, thưa quý vị, là tại vì cái niềm tin của họ nó gần như là dựa trên vấn đề, cái vấn đề mà tình cảm ở đây chúng tôi không nói tình cảm nam nữ, mà cái tình cảm ở đây thí dụ như cái tâm của họ, cái lòng nhân từ họ nhiều quá, họ thương yêu mọi loài, họ thoáng lắm, thưa quý vị, thoáng lắm. Chỉ trừ ra những người nữ có tâm bổn sẻn keo kiết thôi, chứ còn đa phần người nữ khi mà họ thấy những người nghèo khổ, họ dễ động lòng, dễ cắt ẩn, dễ cho lắm. Ai đến mà nói ngọt xin là họ cho liền. Những vị trụ trì ở cái chỗ nào đó mà chỉ cần than thở các chùa thiếu thốn, là mấy cô tín nữ là mấy cô sẵn sàng gửi tài khoản để mà cúng dường, đến từ sau đó mới biết là bị gạt rồi, lúc đó mới thở dài. Còn người nam ít bao giờ bị tình trạng đó, là tại vì họ phải dùng cái lý trí, chuyện có nên làm hay không nên làm, đáng làm hay không đáng làm thôi.
thì chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu hỏi như vậy. Nam mô Bổn Thầy. Dạ, thưa tòa thầy sư, dạ quý vị có nghe chúng tôi nói không? Xin hỏi quý vị có nghe, dạ vâng. Bạn thưa tòa thầy sư, thỉnh thưa tòa trả lời cho câu số 5, số 6 rồi thỉnh thưa tòa đi nghỉ. Câu số 5 là Phật Pháp dạy chúng ta không nên kỳ thị người khác. Hay là Phật giáo, Phật Pháp có kêu gọi chúng ta làm sao để bình đẳng nam nữ không? Dạ, Phật Pháp có nói rằng chúng ta nên sống bình đẳng là nam nữ giống nhau không? Cái gì? Nhưng người nam đi quân đội được, người nữ đi quân đội được, người nam làm việc này được, người nữ cũng làm được. Và câu số sau cùng đó là phải chăng Đức Phật Ngài cũng ghi nhận có những cái khuyết điểm người nữ? Ví dụ như Ngài có nói về những hiện tượng là người nữ không thể ngồi xử án trong pháp đình nhiều như người nam, hay không thể làm những điều gì lớn là bởi vì có tính phẫn nộ chẳng hạn, hay là tính thường hay đố kỵ chẳng hạn. Thì xin thỉnh thưa tổ hoan hỷ trở lại để trả cho hai câu này rồi thỉnh thưa đi nghỉ. Nam mô Bổn Thầy. Kính bạch chư Tùng Đức, kính thương vị, Phật Pháp không có khuyến khích chúng ta sống kêu gọi bình đẳng giai cấp hay bình đẳng giới tính. Mà Phật Pháp chỉ khuyến khích chúng ta sống không có kỳ thị thôi. Quý vị nhớ rõ hai cái vấn đề này. Tức là khuyến khích chúng ta sống không kỳ thị bằng cách nào? Có những cái bài kinh mà Đức Phật Ngài thuyết giảng, để cho chúng ta sống không có kỳ thị, cái giai cấp không kỳ thị giới tính. Thứ nhất là một người tu tập là nên an trú bốn vô lượng tâm: từ bi hỷ xả, metta, karuna, mudita, upekkha. Mà từ bi hỷ xả thì không có hạn lượng chúng sanh, tức là không có kỳ thị. Không phải là có tâm từ với một số người, có tâm bi với một số người, còn một số người thì chúng ta không có tâm từ, không có tâm bi, không phải như vậy. Cho nên an trú bốn vô lượng tâm thì vô lượng chúng sanh, thì có nghĩa là chúng ta không có kỳ thị. Thứ hai nữa là
sống không có kỳ thị. Đừng có cho rằng là cái người đó sanh ở trong cái giai cấp đó là thấp hèn, hay giai cấp đó là cao quý. Mà chúng ta phải hiểu rằng người trong Phật Pháp, Đức Phật dạy chúng ta phải hiểu rằng người sanh ra ở trong cái giai cấp thấp của xã hội, họ vẫn có thể làm thân thiện hạnh, nói khẩu thiện hạnh, ý suy nghĩ ý thiện hạnh, suy nghĩ ý thiện hạnh. Mà khi người sống với thân thiện hạnh, khẩu thiện hạnh, ý thiện hạnh, thì người đó được gọi là người cao quý. Dù hiện tại nhân thân của họ là sanh ở trong cái giai cấp thấp. Ngược lại, chúng ta chớ nghĩ rằng do sanh chủng Bà La Môn hay Sắc Đế Lị mà con người trở thành cao quý. Nếu như người đó sắc sanh trộm cắp, tài dâm, đấu giống rượu, tạo những ác bất thiện pháp, đem lại khổ đời này, khổ đời sau, khổ mình, khổ người, thì người đó dầu cho ở giai cấp cao, nhưng mà theo Phật Pháp thì người đó vẫn là người thấp hèn như thường. Khi mà chúng ta hiểu được cái vấn đề cao quý hay thấp hèn là do nơi cái sở hành, do nơi cái hạnh nghiệp của người đó làm, chứ không phải là do nơi chúng sanh. Thì khi hiểu được như vậy thì chúng ta sẽ không có sống kỳ thị giai cấp. Nam nữ quý vị, chúng ta không có kỳ thị nam nữ, là bởi vì người nữ vẫn có thể tu tập hiền thiện, người nam vẫn có thể tu tập hiền thiện. Thì nó bằng nhau, bình đẳng với nhau chỗ đó. Và ngược lại, người nam có thể là người ác xấu, thì người nữ cũng có thể là người ác xấu. Người nam vẫn còn 10 phiền não, 10 kiết sử, 5 triền cái, 7 phiền não tùy biên. Người nữ cũng như thế, nếu còn phàm phu. Thì như vậy giữa người nam người nữ đâu có gì khác biệt. Giữa cái phiền não, giữa vấn đề tạo nghiệp. Và khi mà chết, tái sanh, thì giữa người nam người nữ đi tùy theo nghiệp. Người nam sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cũng được, người nữ sanh xuống địa ngục ngạ quỷ súc sanh Atula cũng được. Người nam sanh về cõi nhân loại, cõi trời, làm chư thiên, làm phạm thiên cũng được, người nữ cũng được. Thì như vậy có gì khác biệt đâu. Cho nên sống không có kỳ thị. Thì Đức Phật Ngài dạy chúng ta là không có sống không kỳ thị. Không có kỳ thị lên được. Ngài không có kêu gọi chúng ta bình đẳng giới tính. Bình đẳng giới tính là như thế nào? Để làm gì? Để cạnh tranh với nhau và làm cho nó đảo lộn cái trật tự của xã hội. Cho nên cái gọi là bình đẳng giới tính đó, thật ra đó chẳng qua là vì con người
muốn nâng cái địa vị của người nữ ngang hàng với người nam, cho nên mới kêu gọi bình đẳng giới tính. Nhưng mà chỉ đúng ở chỗ là người nữ vẫn có khả năng, có trí tuệ sáng suốt và có đủ nghị lực để làm những cái việc của người nam, cho nên cứ cho họ làm. Nhưng mà không phải vì đó mà chúng ta gọi là bình đẳng được. Vì nếu ở trên cái thế giới này, từ cái xã hội ở bên ngoài cho đến ở trong gia đình, ở trong gia đình mà nói là bình đẳng nam nữ thì như vậy ở trong gia đình đó sẽ không thành lập cái tổ ấm nữa. Bởi vì nói là bình đẳng thì người nam vẫn phải nấu cơm, người nữ nấu cơm thì người nam cũng phải nấu cơm, người nữ giặt giũ quét nhà thì người nam cũng giặt giũ quét nhà. Như vậy thì ai làm cái chuyện khác, hễ xây lúa thì của một em của xây lúa. Cái chuyện nặng nhọc thì người nam làm xây lúa, còn cái chuyện mà nhẹ nhàng thì để cho người nữ làm bồng em hay là làm viên nội trợ. Thì như vậy nó có cái sự đề về, chỉ có một cái là ở trong gia đình người chồng biết thương người vợ, có cái tâm bình đẳng, nghĩa là không có cái cảnh mà chồng chúa vợ tôi hay là chồng làm gia trưởng người vợ được, thì như vậy thì được. Nhưng mà không thể gọi là kêu bình quyền rồi cái bình đẳng, kêu bình đẳng rồi công việc của người nam thì nữ làm, công việc người nữ người nam làm, vậy thì sẽ xáo trộn. Do cái hành nghiệp của mỗi người nó khác thôi quý vị. Đó là câu hỏi số 5, bây giờ câu hỏi số 6 thì tôi sẽ đánh đưa lên giùm, còn một phút nữa. Trả lời xong câu hỏi số 6 thì tất cả chúng ta đều đi nghỉ, chứ không phải mình chúng tôi đi nghỉ rồi. Câu hỏi số 6, phải chăng Đức Phật ghi nhận những khuyết điểm của người nữ mặc dù Ngài cũng xác định người nữ có thể thành tựu đạo quả giác ngộ? Thưa quý vị, ở đây đó, là Ngài trả lời câu hỏi của tôn giả Ananda. Khi tôn giả Ananda bạch hỏi Đức Thế Tôn vì sao người nữ ở trong xã hội họ khó có thể đảm trách những cái vai trò quan trọng, khó có thể làm được những cái việc lớn như là người nam, thì Đức Phật trả lời rằng vì người nữ, một là họ sống hơi nặng về tình cảm, hai là họ sống ích kỷ, tức là thường hay có cái tâm ganh tị, đố kỵ. Và thứ ba nữa là họ có cái tâm bổn sẻn, kèo kiếp. Khi mà họ thương thì họ cho hết, nhưng mà khi họ không thương rồi đó, thì thưa vị, họ không bao giờ cho, họ không bao giờ xả ra. Còn đố kỵ thì họ có thể ghen ghét, thấy người khác đẹp hơn mình, thấy người khác học giỏi hơn mình, thấy người khác được người ta ái mộ hơn mình, thì tự nhiên cái tâm nó bực bội, khó chịu, ghen tức. Do cái sự gậy bổn sẻn và do cái tâm ái, tình cảm nặng,
cho nên làm việc lớn được. Nhưng mà cái này Đức Phật Ngài trả lời theo cái đa phần, chứ Ngài không có, Ngài không có quả quyết hết 100%. Nghĩa là phần lớn cái tình trạng đó xảy ra như vậy là do như vậy, chứ chứ đâu phải chỉ có người nữ mới có cái tâm ganh tị, người nam cũng tâm ganh tị lắm chứ không bị. Đâu phải chỉ có người nữ mới bổng sẻn, người nam cũng có tâm bổng sẻn chứ. Nhưng mà nói đa phần, nói theo tỷ lệ thôi, chúng ta phải hiểu như thế. Thì ở đây thưa vị, chính vì cái chỗ mà Đức Phật Ngài nói lên những cái khuyết điểm đa số của người nữ như vậy, nhưng mà song song đó thì Ngài cũng xác nhận người nữ có thể thành tựu đạo hoa giáo. Khi Tôn giả Năng Ra bạch sinh với Đức Phật cho Di Mẫu, Cô Tâm Y và các vị không đương xuất gia thì không đi, thì Tôn giả Năng Ra đã, Đức Phật Ngài đã ngăn 3 lần. Nhưng cuối cùng Tôn giả Năng Ra nó bạch Đức Thế Tôn, nếu như nữ nhân xuất gia trong giáo pháp này, họ có thể sống trọn vẹn với đời sống phong hạnh và thành tựu đạo quả giải thoát hay không? Đức Phật nói được, họ vẫn có thể sống trọn vẹn đời sống phong hạnh này và chứng quả Tu Đà Vườn, Tu Đà Hàm, A Na Hàm, A La Hán được cái thường. Và Tôn giả Năng Đa nhân đó mới thỉnh Đức Phật cho phép nữ nhân được xuất gia. Nếu như mà người nữ không có, không thể có những cái ưu điểm đó thì làm sao mà Đức Phật trả lời như vậy? Mà nếu họ đã có thể trở thành một người hoàn hảo thì cái việc mà khuyết điểm nó chỉ là một phần thôi thưa quý vị. Thì chúng tôi xin được trả lời nhanh cái câu hỏi như thế. Bây giờ thì quá giờ rồi, xin kết thúc ở đây. Xin kính thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại đúc kết lớp buổi học Nam Mô Bụt Thầy. Sa thủ kính trình Thượng Tọa Thiếu Sư. Thưa quý vị, đề tài ngày hôm nay là một đề tài tế nhị mà tất cả chúng ta mặc dù có nghe nhiều, nói nhiều, ngay cả chúng ta là người Phật tử, đôi khi đọc thoáng qua một vài đoạn kinh cũng thể ngộ nhận. Cho nên chúng ta nên rất là cẩn thận. Và đây cũng là một vấn đề rất là nhạy cảm. Ở trên thì tôi thưa sư đã dành thời giờ để điểm qua một số những khía cạnh liên quan đến Phật Pháp khi chúng ta bàn về đề tài này. Hy vọng rằng những câu thảo luận cũng như bài giảng ngày hôm nay sẽ mang lại cái nhìn tương đối là rộng hơn, rõ hơn khi mà chúng ta đề cập đến vấn đề giới tính theo Phật Pháp. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp Quốc Trang Thâm Ma. Ngày mai này chúng ta sẽ có môn tác pháp và Thiên Tổ Tiểu Siêu là vị giảng sư. Kính đảnh lễ chư Tôn Đức, thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc quý ngài và quý vị một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam Mô Bụt Thầy. Sa thú lành thai. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân Ngài Tề Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng đã biên soạn cũng như điều họp chương trình ngày hôm nay có những câu trả lời rất là thích đáng cho Phật tử chúng con. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân quý Ngài. Và cảm ơn Hoàng Nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong room. Chúng con kính tri ân chư Tôn Đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy những giáo nghĩa vi diệu của Đức Phật để toàn thể chúng con được lắng nghe, ghi nhớ, hành trì trong tâm kỵ, không làm các ác nghiệp, hương tu các hạnh lành, thanh tịnh hóa tâm ý như lời chư Phật dạy. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý ớt đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư Tôn Đức và quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn.
Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam Mô Bích Tha Giá. Con thành kính đảnh lễ tri ân với Ngài Nhật Quỳnh, kính cảm ơn đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Yeah.